Tiêu Viêm đã phát hiện ra một chỗ bí ẩn dưới thiên phần luyện khí tháp. Thế giới nham tương dưới đất có một vùng không gian bí ẩn. Vẫn Lạc Tâm Viêm lại chủ động nằm yên trên lòng bàn tay một cái xác. Điều này làm cho Tiêu Viêm bất ngờ vô cùng. Có lẽ lời triệu hoán hắn cảm nhận được trước đó là đến từ bộ xác này. Vẫn Lạc Tâm Viêm này vẫn chỉ là một tia dị hỏa mới nhú lên mà thôi. Tiêu Viêm định bỏ đi nhưng đột nhiên giật mình quay lại. Hắn tiến lại định thu lấy tâm hỏa. Nhưng sau khi vừa chạm đến thì đã bị một luồng sức mạnh đánh cho bay ngược về sau. Một thân ảnh xuất hiện khống chế hắn lại. Người vừa xuất hiện là một lão già bụng bia. Lão ta chỉ là dạng linh hồn. Lão người được mùi Vẫn Lạc Tâm Viêm trên người hắn. Từ đó biết được hắn đã thu phục xong loại dị hỏa này. Tiêu Viêm cảnh giác, đồng thời chắp tay chào hỏi. Lão ta chỉ cần vẫy tay một cái đã lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm ra khỏi người hắn. Điều này làm cho hắn phải lo lắng. Dị hỏa đã bị mình luyện hóa hoàn toàn rồi, sao còn ngoan ngoãn đi theo lão ta vậy? Hóa ra kẻ này từng là chủ nhân đời trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trước khi chết, đã thả lại tự do cho nó. Cho nên lúc hắn thu phục mới không phát hiện dị hỏa là vật có chủ. Sợ rằng lão già này sẽ thu lại được Vẫn Lạc Tâm Viêm, cho nên hắn định làm liều giành lại. Lão nhìn thấy ý định của Tiêu Viêm nên cũng trấn an là không cướp dị hỏa của hắn đâu. Đoán ra được tiểu tử này là luyện dược sư, thế là ông ta hứa rằng sẽ tặng lại Vẫn Lạc Tâm Viêm ở nơi này cho hắn. Tiêu Viêm không hiểu ý, hành động này làm cho lão hiểu lầm là không đủ để lay động được hắn. Đúng là một tiểu quỷ tham lam mà. Thế là ông ta đành phải lấy ra một bộ đấu kỹ thiên cấp tên là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Hai thứ này đều có thể cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng phải suy nghĩ, hành động nhiệt tình này chắc chắn là có gì đó. Lão ta lại tiếp tục hiểu lầm là Tiêu Viêm vẫn tham lam muốn nhiều hơn. Lão bạo phát sức mạnh định dạy dỗ hắn một trận. Tiêu Viêm lùi lại rồi giải thích, bởi vì lão đột nhiên tặng quà, lại chưa nói rõ mục đích nên là hắn không tùy tiện dám nhận được. Lão ta phải thu lại cơn tức giận rồi cho biết, nếu không phải là linh hồn mình sắp tiêu tan, thì sẽ không phải lấy lòng một tiểu tử như hắn. Phải van xin một tên oát con, đúng là quá mất mặt. Tiêu Viêm nghe xong mới biết mục đích của đối phương là muốn nhờ vả mình. Lão tự giới thiệu mình là Diệu Thiên Hỏa, người đời vẫn gọi là Thiên Hỏa Tôn Giả. Lúc còn sống từng là cường giả đấu tôn. Năm đó ở thế giới nham tương bất ngờ phát hiện ra Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh này. Đương nhiên, không thể bỏ qua cơ duyên như vậy. Ai ngờ hai loại dị hỏa bài xích lẫn nhau khiến lão ta bị thương nặng. Rồi bị đám người thằn lằn thừa cơ hội đánh lén nhục thân bị tan tành. Linh hồn thì cậy vào ấu thể này. Tiêu Viêm cảm thấy tình cảnh của Thiên Hỏa Tôn Giả rất giống với Dược Lão, cũng là bị mất đi nhục thân, linh hồn đều bị giam cầm không thể ánh mặt trời. Hắn muốn hỏi rõ Thiên Hỏa Tôn Giả cần giúp đỡ vấn đề gì. Lão ta nghe vậy, liền lên giọng, đây không phải là giúp đỡ mà là trao đổi công bằng. Muốn hắn luyện chế đan dược khôi phục linh hồn. Tiêu Viêm vẫn không chắc chắn sẽ làm được, dù sao người trước mặt cũng từng là cường giả đấu tôn. Hắn muốn đối phương đáp ứng mình một điều kiện trước. Trong lúc này, Hàn Phong đã chạy về đến nơi an toàn. Tên cường giả của hồn điện xuất hiện uy hiếp gã phải lấy bằng được bồ đề hóa thể tiền. Hàn Phong cảm thấy người có thù với Gia Nam Học Viện cũng không phải chỉ có riêng mình. Chỉ cần kết thành liên minh với các thế lực khác thì gã tự tin có thể san bằng Gia Nam Học Viện. Hóa ra yêu cầu của Tiêu Viêm là muốn Thiên Hỏa Tôn Giả bảo kê mình một năm. Hắn đi ra ngoài chiến đấu với đám ma thú dưới nham tường. Một mình đánh nhau với đám này có phần hơi quá sức. Sau vài lời khích bác thì Thiên Hỏa Tôn Giả cũng ra tay với đám ma thú. Tuy rằng linh hồn thể đã tụt xuống thành bát tinh đấu tông thì tiêu diệt đám này là quá dễ dàng. Nhưng lão lại không muốn như vậy, lão muốn hắn chiến đấu với bọn chúng để rèn luyện. Lão ta chủ động đưa Tiêu Viêm lên trên. Đột nhiên đà xá cổ đế ngọc trên người hắn có dị động, hắn đứng lại suy nghĩ. Có lẽ là ở sâu bên trong nham tường có thứ gì đó liên quan tới đà xá cổ đế ngọc, hoặc là đồ của cường giả đấu đế thất lạc. Nếu có thể thu hoạch được thì hắn sẽ có vốn liếng để chống lại hồn điện. Tiêu Viêm vội dùng tinh thần lực dò xét, nhưng vừa mới thăm dò xuống dưới thì đã có một cỗ sức mạnh ngăn cản. Thiên Hỏa Tôn Giả đã biết bên dưới có một thứ gì đó rất kinh khủng, nên khuyên hắn đừng tìm tòi thực hư. Bản thân ông cũng e ngại cỗ sức mạnh đó, tồn tại mà ngay cả đấu tôn cũng e ngại. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, ngay cả đám ma thú này còn không đánh lại, thì sao mà xuống dưới được? Thế là hắn quyết định gác lại chuyện bên dưới để đi lên bên trên, sau này sẽ quay lại tìm hiểu. Tiêu Viêm dừng lại ở giữa đường, nơi đây có năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào, vừa hay thích hợp bộ đấu kỹ mà Thiên Hỏa Tôn Giả mới đưa cho. Vừa mới ngồi xuống luyện công, luồng năng lượng xung quanh đã điên cuồng tuôn vào cơ thể. Điều mà hắn không để ý là mình đã ở bên trong thiên phần luyện khí tháp một thời gian dài rồi. Tô Thiên và những người bạn của hắn vô cùng sốt ruột.
Đúng lúc Tiêu Viêm đang mải mê tu luyện thì đám ma thú đã đuổi tới. Dù bị làm gián đoạn bất ngờ thì hắn nhờ vào hào quang nam chính nên vẫn không bị phản phệ, còn đánh cho tên đánh lén về đất mẹ. Rất nhiều ma thú khác lao đến, hắn cảm thấy không thể dây dưa dài dòng với đám này nữa. Cho nên lập tức vận dụng đấu kỹ mình mới tu luyện. Một con sói lửa xuất hiện, sói lửa đi tới đâu đám sinh vật bị đốt cháy tới đó, chỉ cần một chiêu đã tiêu diệt xong kẻ địch rồi. Việc kế tiếp của hắn là đi ra khỏi nơi nguy hiểm này. Trải qua một thời gian, đầu kỹ lục hợp du thần xích cũng tu luyện tới tiểu thành, đầu kỹ thiên cấp cũng ngưng luyện ra hình sói. Tổ thiền sợ rằng hắn gặp vấn đề gì nên tiến vào xem thử, nào ngờ thấy bộ dạng của hắn vẫn toàn thầy, thực lực còn đột phá đến lục tinh đấu hoàng. Năm đó Tổ thiền ở đấu hoàng, lần tấn cấp nhanh nhất cũng phải tốn khoảng 1 năm, chậm hơn Tiêu Viêm mấy chục lần. Hắn đưa lại tâm viêm của Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Tổ thiền. Điều này làm cho ông ta vô cùng vui mừng, món nợ của hắn cũng được tính toán xong xuôi. Các trưởng lão nhanh chóng hợp lực bồi dưỡng tâm hỏa, giúp cho thiên phần luyện khí tháp lần nữa tràn ngập sức mạnh. Các học viên của nội viện cũng vui mừng. Có thiên phần luyện khí tháp, thực lực của bọn họ sẽ tăng tiến nhanh hơn rất nhiều. Sau nhiều ngày tìm hiểu thì Tiêu Lệ cũng nghe ngóng được tin tức của Hàn Phong. Gã ta đang ở Ma Viêm Cốc, dùng danh nghĩa của Ma Viêm Cốc mời vô số cường giả của Hắc Giác Vực đến. Tổ thiền cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Hắc Giác Vực là nơi rộng lớn, cường giả đông đảo. Gia Nam Học Viện và Tiêu Môn sẽ phải chịu uy hiếp cực kỳ lớn. Tiêu Lệ muốn thừa cơ hội này hốt gọn một mẻ trừ mối nguy hại. Tiêu Viêm yêu cầu điều động tất cả cường giả của Tiêu Môn để tiến về Ma Viêm Cốc. Lần này hắn muốn để cho Hàn Phong vĩnh viễn siêu thoát. Nội dung đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi.